Nó ăn cái gì đây? Cá bóng kho tiêu. Tiêu, mồi kho riêng. Cái đó đậu ức. Cá bóng hả? Ừ, cá bóng là kho tiêu. Đây, cá bóng. Bóng ngon. Rồi, cá bóng này bỏ đủ đá không? Ừ. Ăn chi nó ra nè. Bóng kho tiêu. Bóng cái xong mua cái đồng tâm. Tao không có lâu lâu ăn đổ món. Mắm, xào xả ớt. Cái gì cái này với bữa nào ớt cái hú kho lạc là cái này kho tiêu canh bí nấu heo bệnh nhiều quá giờ ăn ớt cái hú không có cái mỡ ghê không canh bí này cái ngò bí trong cái này là bỏ miếng muối miếng bột ngọt thêm miếng tiêu bỏ lên trộn này trộn chừng nào này cái lâu. Thịt để chút nấu với cá nấu với bí với canh bí thì này cái này bỏ cá không ăn tanh lắm mới bỏ thịt vô cho nó dai với lại bớt tanh ngày cái cá trộn không? Lâu chừng nào là nó dai trộn cho nó đều hai thứ vô thì nhận cái thịt thôi chứ cá là dai lắm trộn mẹ bò xả. Đây, trộn mẹ. Đây là xả với ớt. Mua xả bào thì nó lẹ thiệt mà nó không có rửa. Đừng mua xả. Xả bào chút xíu gì mình tự bào để nhìn nó thấy nó tươi hơn mua xả nó bào sẵn nhìn nó không tươi nó có rửa xả không biết rửa không mà nhìn thấy nó có khô rửa à, đem ra bán rồi bạo bán mà thấy nó khô quá đây mình nhìn thấy còn tươi không của nó làm sẵn nhìn nó khô sao nghĩ đây lâu rồi vậy mua lâu bán từ này ăn như nhỏ như xả sao bữa nay xả của mình hả ừ xả nhà trời xả nhà hàng chín tươi gói thiếu gì xả xả ăn không kịp đúng không còn nhiều mà xào với hến xả xào hến bí nấu cà cá bóng kho tiêu ủa sao nó màu kỳ vậy? Ừ, màu nâu nâu màu chắc cay của mình của ta là màu đỏ thôi mình màu nó hơi nâu nâu ớt là hơi nâu nâu màu đỏ cũng có màu trái rồi ba trái cay không đổi thử xào xả ớt chứ cá này bỏ mang không à ức cá hú để mang ăn cũng được đúng không được mẹ giờ con cá này đá à cá bóng bỏ ra cho nó tan đá ướp kho ngoài ngày nó cứng thành đá con lạc sắc bự bự hành với ớt hành với ớt hiểu
Chi cài không? Cả lăm trái rồi. Còn tiêu không? Xác cái bầm nhuyễn kìa. Bầm nhuyễn kìa. Ôi không có ngon. Xài hành, hai củ tỏi đỏ. Bí nấu canh xác bự cái gì? Thạch bằm, này mình nấu có dưới thạch bằm. Chắc tầm này là ăn được. Cái đó là được rồi. Đây. Nhỏ quá đúng không? Ừ. Món này ăn canh này tốt. Ăn bí mát. Trời nóng lực à. Ăn ba này mát. Bí xanh ăn mới ngon chứ bí trắng ăn hay bị chua. Bí trái xanh, vỏ xanh. Bí trắng giờ đã ít ăn, thấy ăn vỏ xanh nhiều. Ta mua không biết người ta mua. Bí trắng ăn nó không ngon. Bí xanh này ngon nhiều. Xanh, nấu nó cũng xanh. Ừ. Đẹp chứ. Nấu nó ra đẹp. Hến này để làm gì? Để gáo nước hả? Gáo nước, gáo nước. Yeah. Thế nè, bụng yếu ăn đau bụng thế nè. Bụng yếu lâu lâu ăn được. Ừ. Ăn ở nhà đi. Muối thêm nãy ướp thịt giòn bỏ thêm vô. Muối miếng bột ngọt. Xôi rồi bỏ cái vô. Đây. Miếng miếng đây bột ngọt cũng vậy, cá ăn miếng bột ngọt. Đây cá con nạc. Miếng đường. Ít đường thôi, khỏi nhiều. Sang muối cục rồi. Hết muối kia rồi, muối cục tốt. Muối cục mặn lắm. Không phải thì con phải niêm đó. Muối cục chỉ gì đâu chị. Ăn cha mày không có ăn muối kia được á, muối quá kém gì đó. Chị vậy? Muối cổ. Ngộ đời, muối cổ mình ăn được nè. Đang ăn đó ngừa muối cổ mà. Tại mà cái này bác sĩ để lại thấy. Đây, bỏ vô miếng nước màu ướp chút xíu cho nó săn rồi bắt con chảo lên săn rồi bỏ thêm niêm miếng nước mắm vô. Nước màu này ở nhà thắng nè, thắng bằng đường màu mà chả không có đỏ. Thì 5-10 phút sau mình kho được. Đây là khác con lạc, ăn tiếp theo bệnh quá giờ phải ăn cái này, thèm mỡ thì phải ăn kế qua cái này. Này ăn béo mà nó không ngán gì theo, theo ăn béo mà nó bóng này ăn chỉ xương thôi, xương. Nghe con dai đâu có xương gì. Cá này cá đồng mà dễ ăn, không có hại, không có phải cá nuôi. Cái này cá bóng làm gì có cá nuôi. Đó vậy cá bóng con nè. Cá bóng này nuôi được con. Sao bắt được hay trời. Trứng nữa về gã chài ăn rồi. Rồi bắt đi. Về lá lái. Lấy xào. Ủa, này là gì quên rồi. Xả bằm. Xả bằm với xả bằm thi cho nó thôi. Hấn. Rồi nó hành vô đó. Xả. Vô không? Giờ bỏ hến vô. Hến vô nè. Cái này chắc xào mau nè. Mau là chín rồi, xào mau. Ủa này làm chín chưa? Chín rồi. Ủa nó chín rồi hả? Lột, sao mua sao? Ra. Trời sống là lâu lắm. Đây nó xong rồi. Đây xả xăng vô, bỏ vô biết miếng đường. Miếng nước mắm muối gì cũng được. Mình nghĩ thích.
ít ớt hơn. Đó, vậy là xào có chín xong, xăng là ăn chín thấm vô rồi. Chín bỏ vô miếng gầu bí, gầu bí bỏ dắt xuống, cắt đi, này mau chín lắm. Vừa ăn là mình bỏ vô miếng gầu bí cho nó thơm, này, màu chín à. Màu dí màu chín lắm, màu dí màu xóm mà. Nó quen rồi mà. À, này chín này nhắc xuống. Để cá lên. Bỏ cá lên cho nó săn rồi mình hãy đi nước mắm. Để ra đi mà sốt ra rồi. Nồi kia gần sâu rồi. Để cho kia bỏ cá vô. Cho nó săn. Này canh sâu rồi nè. Sôi rồi bỏ thịt vô, thịt cho nó sôi lâu rồi chín ăn. Sôi cho nó chín thịt. Đây. Sôi rồi nó sôi. Thịt là nấu mình để cho sôi nó lâu lâu cho nó chín. Cục cái chèo này ha. Nóng sờ bỏ lên với dính cục cục cái chèo. Nó dài. Cá nó kia xong. Rồi. Dính rồi. Nóng quá. Sơ cho nó sâu cá. Để mình nấu muối rồi. Nó sâu cá rồi nó thấm vô. Cá này phải cực ăn, mỗi lần ăn phải mỗi lần hâm lại thấm mỡ. Vô miếng muối thì đổ vô miếng nước. Nước mắm. Nam ăn đồ mặn nhiều quá, cá kho hay, cái này cá tức kho rồi bên kia cá kho nữa rồi hến xào, hến xào xả nó ba món mặn, có món canh, cái này mà không có canh ăn khỏi hại nổi luôn còn món mặn. Nhà mỗi người mỗi thích, người thích mỡ, người thích cá. Không ai này cá này ức cá với cái này không thôi chung được. Không. Kì vậy? Nát hả? À. Cá kho nát hả? Rồi con tắt đi rồi cái nào bỏ này xuống nhắc này xuống rồi. Cái này chín chưa? Đã hiệu quả rớt thì hành. Hành miếng ớt vô miếng tiêu nữa. Cá là kho ca chừng nào ăn ngon thì nấy đây hủ ớt vô. Nên ăn cay này ớt. Giờ mình mở chút xíu tiêu lên nào.
nấu mà cơm gạo dẻo nóng ăn miếng sứ ba lá số 1 luôn, tiêu nhiều ăn tốt. Rồi giờ cá đã chín rồi, chín là cái này kho cá kho tiêu làm luôn.